Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Mai Phan cùng chuyên viên của Mai Phan sẽ chia sẻ tới các bạn những kỹ thuật để chúng ta có thể tạo ra được một kiểu tóc châu Âu mềm mại tự nhiên nhé. Để với kiểu tóc này, các bạn sẽ bắt đầu tiên phần để đầu xuống sau tai nha. Chúng ta sẽ cắt lại phần tóc phía trước và chúng ta bắt đầu với cái phần tóc phía sau. Bước tiếp theo, chúng ta hãy lấy tóc từ phía sau tai đi khỏi đỉnh đầu. Các bạn sẽ thả phần tóc phía bên xuống và chúng ta sẽ bước từ trong hết để đoạn đấy để cắt tóc ở phía trên. Cùng chia cái phần mái của phía trước và rút. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu như là cái vị trí tóc này rất là quan trọng. Các bạn hãy giúp đằng sau và kéo cái tóc lên chậm một chút, không cần quá nhanh được các bạn này. Mình phải nhẹ nhàng để cho. Phía dưới này rất là quan trọng nha các bạn ơi. Hôm nay chúng mình sẽ có một chút thủ thuật ở đây. Sau đấy thì chúng mình sẽ rút cho cái lọn tóc nó tơi và thật là bay ra nhé. Bây giờ thì mái tóc đã được hoàn thành. Mình sẽ cùng xoay để cho mọi người ngắm được cái mái tóc này từ phía sau về phía trước đều rất là tự nhiên, giống như là chúng ta không hề sử dụng một giọt gôm nào vào đây, đúng không ạ? Hướng dẫn kỹ thuật kiểu tóc này của nhà Mai Phan tới nhiều bạn mà đang chưa có cơ hội đi học nâng cao, chưa có cơ hội để đi học về những kỹ thuật tóc mới bây giờ, các bạn ấy cũng có thể làm được.